hôm nay em gái có đi với người thân không? Dạ có. Để em đi với ai? Em đi với bạn em ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là bạn của Ngọc Anh từ hồi học cấp 3 tới bây giờ. Dạ, ở chung với nhà nó luôn. Bạn em rất là đơn giản, dễ thương, rất là dễ thương luôn. Sống thì rất là biết sống, ấn tượng về bạn thì rất là thích bạn. Còn về anh trai bên đây thì em thấy là anh rất là hiền, chín chắn và trưởng thành. Về ngoại hình thì rất là ok. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với người em họ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý vị khán giả. Em là em họ của anh hiền và rất nhiệt tình. Anh cũng rất kỹ tính. Bên bạn gái bên này là rất là xinh, cũng rất dễ tính. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em. Bây giờ thì tính hai bạn ha, mình tâm sự trực tiếp với nhau, có gì cứ hỏi ảnh nha. Anh hơi ít nói một chút. Kéo mà. Động đi. Bạn gái rất là mời xinh bạn. Luôn, rất là dễ thương. Dạ, chào. Anh làm ở đây lâu chưa ạ? Anh làm cũng được 4 năm, hơn 4 năm rồi. Anh có thích đi du lịch không? À, cái đó là sở thích, niềm đam mê á. Nhưng mà phải đi xe máy á. Anh cũng thích, rất thích đi phượt. Ủa vậy hả? Anh chạy xe tốc độ cao không? Nói chung chạy là miễn sao an toàn thôi chứ. Ủa vậy hả? À? Em chạy nhanh nhưng mà em chạy rất là an toàn. Hai người đi phượt chung thì ai chở ai? Dạ, tất nhiên là em phải chở chứ chị. Anh có để cho em chở không? Mình đổi tài cho nó vui. Tại vì đúng rồi. Dạ không, cái đó thì em phải đảm bảo sức khỏe để mà có một hành trình tốt. Em rất khỏe. Ông ngồi sau nhiều cái hấp dẫn thú vị lắm em. Mình thay phiên nhau vui mà. Dạ. Em sợ ngồi đằng sau lắm à. Ủa em tính chạy suốt luôn á hả? Đổi tài một chút thôi, nam người ta chạy 80%, còn em chạy 20% đoạn đường được rồi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh đặt ra tiêu chí với anh chỉ cho một tuần anh chỉ được nhậu 2 lần thôi. Nếu anh xỉn anh gọi, anh có dám để em chở về không? Không. Nếu mà anh xỉn á thì anh sẽ vào quán cà phê anh nghỉ ngơi một xíu. Trời ơi, lì quá, trời lì luôn. Ra đấy. Bực bội à, không làm mai nữa, mệt nghỉ. Con ta chở vô khi đi có sao đâu. Còn nếu mà cảm nhận mình đủ tỉnh táo chạy về thì anh sẽ về. Không, công an bắt mà. Nói chuyện khác, nói chuyện khác đi, đấy, trời ơi, thiệt tình. Nói chuyện tình yêu đi. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Chắc em hỏi suốt luôn đi. Bây giờ em hỏi anh không trả lời được. Hỏi đi, hỏi kệ, hỏi nữa đi, hỏi thử coi. Tấn công tới tấp cho anh. Không. Ngoài sở thích du lịch em còn sở thích gì nữa không? Em thích ăn lắm. Em rất thích được ăn. Như anh nấu em có ăn được không? Ồ, anh nấu dở cỡ nào em cũng ăn. Anh em, thì nấu thì không dở. Thôi, chuyện yêu đương, tình yêu, hẹn hò gì ăn uống hoài. Chơi. Bây giờ mình hẹn hò nhau đi hẹn chơi, hò sao mình đó? Hẹn hò sao nè. Trai chủ động cái coi, bây giờ hẹn hò với bạn gái thì sao? Hỏi sao giờ, anh hỏi giờ em muốn đi chơi đâu, anh hẹn đi chơi liền luôn. Hẹn hò liền ngày đầu tiên đó, hẹn ở đâu? Cái đó thì chắc để liên hệ sau. Trời đất ơi. Thôi bây giờ cảm nhận về nhau nè. Bạn trai cảm nhận về người đối diện như thế nào? Chia sẻ trước khi chúng ta quyết định. Anh thấy em cũng dễ thương, năng động, hoạt bát. Em có thích không? Dạ, cũng thích. Anh hiền quá. Anh hiền mà nhiều câu cần nói lại không nói được. Cái khuyết điểm lớn của anh là không tự tin trước đám đông. Anh cũng muốn chủ động và để cho em mình, nhưng mà thật cảm xúc nó đang rất là hồi hộp anh. Tiếp tục đi đó, được rồi đó. Hả? Em cảm nhận về anh như thế nào? Thì đấy, em vừa mới bảo ấy. Anh có nói cái gì đâu mà em hiểu anh một tí xíu nào. Bây giờ ngày đầu tiên em hẹn hò với cô ấy, em sẽ hẹn ở đâu? Theo sở thích của em, anh rất chân thành và nhiệt tình. Đó. Nếu em đồng ý mình tìm hiểu với nhau thì anh sẽ đưa em về ra mắt với ba mẹ. Anh nghĩ cái tính em năng động vậy á, nhà anh có chấp nhận được không? Ba mẹ anh rất là hiền, nhiệt tình và thoải mái lắm. Dạ. Cho nên là vấn đề đó em khỏi lo. Thôi bây giờ một câu cuối cùng em tỏ tình, chứ nãy giờ cô chưa hiểu em nhiều. Hả? Em thuyết phục một câu gì đó nữa. Mình đã lên đây rồi, mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và... Không phải câu đó. Mình nói từ trái tim mình, suy nghĩ gì cô ấy, nãy giờ mình cảm nhận thế nào, mình mong muốn điều gì. Suy nghĩ cho kỹ nào, em.
cô Khánh Linh, anh nói thật, nếu mà anh phải đi theo em thôi, nào nói gì đi em. Em không biết nói gì. Nói câu gì, một câu một thôi, nói gì tận đáy lòng của mình rồi mình sẽ tiến hành đến bấm nút. Nói được luôn hả?